Trong 24 giờ qua, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20 km một giờ và tiếp tục suy yếu. Do chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc hoạt động tăng cường liên tục khiến thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay 21 tháng 12 trời nhiều mây hơn, nắng yếu bớt, nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến từ 30-33 độ. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ, độ ẩm 77-82%, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Khu vực gian biển Bà Rịa Vũng Tàu, ngày nắng, mức nhiệt từ 30 đến 32 độ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm 78-83%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, độ ẩm 76-81%. Hải gian vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 21 tháng 12 năm 2023, mức nước cao nhất 389cm vào lúc 21 giờ 30 phút và mức thấp nhất 200cm lúc 13 giờ 30 phút.